Xe điện Pega tiết kiệm gấp 33 lần xe ga. Với bánh phở, bạn sẽ làm được gì? Chắc chắn các bạn sẽ bảo để ăn đúng không? Đừng nhầm lẫn, đây là kênh ẩm thực nhé. Hôm nay chỉ với 3 bát phở, Pega sẽ cho bạn thấy điều kỳ diệu trên một chiếc xe điện. Và mình là Dương Quỳnh, người ngày hôm nay sẽ đồng hành cùng các bạn trong clip này. Nội dung chính của clip ngày hôm nay gọi tên X-Men Chan, siêu chiến binh của Pega. Đầu tiên, siêu chất là tính từ mô tả chính xác nhất về siêu chiến binh X-Men Chan. Vẻ ngoài mạnh mẽ, cá tính, chỉ dành cho giới thượng lưu luôn là lợi thế để X-Men Chan trở thành niềm ao ước của nhiều bạn trẻ. Bộ tem khác biệt, nổi bật với đẳng cấp hoàn toàn mới, vẫn lấy cảm hứng từ các nhân vật robot Transformer, bộ tem mới của X-Men Chan được thiết kế công phu, mang lại hiệu ứng thị giác ấn tượng và cuốn hút. Lý do thứ hai khiến bạn nên mua xe điện X-Men Chan đó chính là động cơ 1200W, tốc độ tối đa 50 km/h, siêu mạnh mẽ, siêu chống nước, chinh phục dốc cao dễ dàng như lướt trên đường băng. Điều tốc thuật toán tiên tiến, chống tăng tốc đột ngột khi bắt đầu tăng ga, tiết kiệm điện năng, di chuyển êm ái. Lý do thứ ba, phanh đĩa trước và sau siêu chất, lực phanh được kiểm soát tốt, đảm bảo an toàn ngay cả khi phanh gấp. Cùng với đó, giảm sốc êm ái, giảm thiểu những chấn động nhỏ nhất, đảm bảo tải trọng an toàn đến 180 kg. Lý do thứ tư, chìa khóa điện tử chống trộm cao cấp, khởi động xe từ xa chỉ với một nút bấm. Đặc biệt, âm báo của hệ thống khóa điện tử không gây chói tai như âm báo của dòng xe khác trên thị trường. Đồng hồ hiển thị thiết kế sang chảnh, hiển thị chính xác các thông tin về tình trạng xe, báo lỗi bộ phận. Người dùng dễ dàng chủ động xử lý lỗi, đảm bảo an toàn khi sử dụng phương tiện. Và đây là điều thứ 5, điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất mà Pega muốn gửi tới các bạn. Xe điện Pega X-Men Chan một lần sạc đi được 100 km, tương đương 0,75 số điện. Còn với xe máy chạy xăng, một lần đổ đầy bình 5,5 lít xăng, tương đương với quãng đường được 210 km, ứng với số tiền 95.200 đồng. Xe điện X-Men Chan đi 1 km chỉ hết 11 đồng, còn với xe máy chạy xăng đi 1 km hết 333 đồng. Như vậy, xe điện Pega tiết kiệm gấp 33 lần xe máy chạy xăng. Như các bạn đã biết, chi phí di chuyển của X-Men Chan trong một năm chỉ bằng 3 bát phở. Vậy với 5 lý do cực kỳ thuyết phục trên, các bạn đã sẵn sàng tậu cho mình một chiếc xe điện X-Men Chan chưa? Nếu rồi, hãy tới ngay tất cả các đại lý của Pega trên toàn quốc để sắm ngay cho mình một chiếc xe điện Pega X-Men Chan nhé. Vẫn là câu nói cũ, các bạn đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh xe điện Pega nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.